là một đơn vị lữ hành chuyên tổ chức các tour du lịch thì trong dịp đầu năm thì những cái lễ hội hay là những cái di tích tâm linh của Bắc Ninh thì nó góp phần như thế nào với việc mà xây dựng những cái tour du lịch của mình? Du lịch Kinh Bắc là một trong số những đơn vị lữ hành của tỉnh Bắc Ninh, và đặc biệt đó là du lịch Kinh Bắc đang góp phần đó là xây dựng cái tiềm lực phát triển cũng như tận dụng những cái thế mạnh của tỉnh Bắc Ninh để phát triển du lịch trong nội tỉnh. Đặc biệt là trong đó thì gia đình mình, các anh chị có thể thấy rằng là trong đó có chùa Dâu, là một trong số ngôi chùa cổ Phật giáo đầu tiên ở Việt Nam, và bên cạnh đó còn có chùa Bút Tháp, là ngôi chùa có kiến trúc bằng đá đặc độc đáo nhất của vịnh Bắc Bộ, và đặc biệt đó là Lăng Kinh Dương Vương. Cùng với đó là kết hợp với làng nghề truyền thống như là làng tranh dân gian Minh Hồ, làng gốm cổ Ly Lâu, và chính vì những cái tiềm lực phát triển của địa phương như vậy thì du lịch Kinh Bắc cũng đã tận dụng được những cái tiềm năng phát triển như vậy để đón rất nhiều các du khách trong nước cũng như quốc tế đến với những cái khu di tích tâm linh và đến với các làng nghề truyền thống, giúp cho tiềm năng phát triển của địa phương ngày càng được nâng cao hơn. Đặc biệt đó là các sản phẩm về dân gian như là gốm Ly Lâu và tranh dân gian Đông Hồ đã có một cái bước phát triển rất lớn về kinh tế, các nghệ nhân có thêm những cái nguồn thu từ việc đó là bán các sản phẩm dân gian nghệ thuật cho các du khách trong nước và quốc tế khi đến với các làng nghề truyền thống. Cùng với đó thì trong dịp đầu năm thì kết hợp với lễ hội thì du lịch Kinh Bắc có sự kết hợp rất là nhiều cho sự phát triển, đó là cho việc quảng bá hình ảnh của Bắc Ninh nói riêng và các địa điểm khác kết hợp nói chung. Ví dụ như là chúng ta có thể thấy rằng là cái công việc quảng bá như là du lịch Kinh Bắc đã tổ chức các cái tour miễn phí cho những người dân Bắc Ninh nói riêng và các du khách khi mà sinh sống và học tập cũng như là làm việc tại Bắc Ninh, nếu như có nhu cầu muốn tìm hiểu về các lễ hội, các làng nghề truyền thống hoặc là các khu di tích tâm linh thì du lịch Kinh Bắc tổ chức miễn phí, và bên cạnh đó thì ngoài việc có xe đưa, xe đón thì trên xe còn có hướng dẫn viên, thuốc thang, các vật dụng dụng cụ y tế cần thiết, cũng như là có những thành viên đi theo chia sẻ kinh nghiệm rất là nhiệt tình cho các du khách trong việc đó là tìm đến các cái làng nghề truyền thống cũng như là các điểm di tích tâm linh, nhằm giúp phát triển và quảng bá hình ảnh của du lịch Bắc Ninh nói riêng và du lịch của cả nước nói chung. Thưa anh, thì công ty của mình sẽ hướng tới. Chào anh. Thế bây giờ lấy ở đâu quản lý? Bên kia. Tổ chức tour nào mà liên quan đến lễ hội nhỉ? Lễ hội nói thật ra là không có tour nào. Nói từ lúc tôi mở công ty tôi chưa thấy tour nào người ta liên hệ vào lễ hội. Nói thật đấy. Nếu mà tôi đi, nó chỉ gắn vào thôi. Tức là lễ hội nó chỉ là cái điểm.